Rồi Diễm trở lại đây quý vị ơi. Diễm đã size xong. Đó, Diễm size xong thì Diễm có cái hỗn hợp như thế này, nó sạch sạch sánh sánh lại với nhau. Và nó hôi tỏi và nó thơm chanh và nó the the. Đó thì bây giờ Diễm sẽ rinh cái hũ này bỏ vô tủ lạnh. Chờ 3 ngày sau mới đem ra dùng. Cho nó thấm hay là nó biến chất hay gì đó. Xong rồi á, mỗi ngày là cứ lường đông bằng cái này rồi đổ vô mấy cái hũ nhỏ, hay là lần nào uống thì đông lần nấy cũng được. Nhiễm lại thì mất công quá nên Nhiễm đông sẵn, Nhiễm có chừng mười mấy hai chục cái hũ giống vậy nè, thì Nhiễm đông sẵn, mỗi lần anh uống anh chỉ lấy anh uống thôi, chứ mà biểu đi đông nữa thì mấy ông mà lười lắm. Rồi thì Nhiễm hy vọng là quý vị áp dụng thử xem coi có hiệu quả không nha, chứ lần đầu là anh xã Nhiễm hiệu quả tuyệt đối. Từ cái mức cholesterol cao 200 mấy mà còn có chừng 140 thôi là trở lại bình thường, mức bình thường. Nên là rất là vui, nên tối thiểu được cái nguy cơ bị đột quỵ. Nên chỉ muốn chia sẻ với bà con coi, biết đâu mình thử mà hợp với cơ thể của mình phòng chống được bệnh thì cũng rất là tốt, đúng không quý vị? Rồi thì Diễm muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của vợ chồng Diễm vậy thôi. Chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe. Diễm chỉ mong cho Diễm và người thân của Diễm và mọi người Diễm thân yêu khỏe thôi. Bởi vì tiền thì mình có thể làm ra được, chứ còn sức khỏe thì không có đánh đổi bằng thứ gì được. Rồi nếu mà quý vị lần đầu tiên ghé thăm kênh của Diễm thì nhớ đừng có tiếc cho Diễm một like và đăng ký kênh giúp Diễm nha. Rồi cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại những video sau. Diễm kính chào tái ngộ quý vị và các bạn nha. Thì lời đầu tiên cho Diễm gửi lời chúc sức khỏe đến quý vị. Chúc cho quý vị những ngày đầu năm thật là ấm êm bên gia đình của mình. Năm mới thì có nhiều niềm vui mới, nhiều cái thành công mới. Và những gì mà quý vị đã không đạt được của năm qua thì hy vọng là năm mới này sẽ được như ý hơn. Thì hôm nay trong cái video này Diễm muốn chia sẻ với quý vị về một cái bài thuốc nhân gian để mà loại bỏ cái mỡ ở trong máu. Thì như quý vị biết mà, khi mà người lớn tuổi là ở bên đây á nha, là sáng á, là uống một viên cao máu, chiều một viên cao mỡ, ai cũng giống nhau hết trơn à. Nhưng mà hôm nay Diễm muốn chia sẻ cái bài thuốc nhân gian này á, là Diễm đã từng áp dụng cho anh xã của Diễm. Anh xã của Diễm mới bước qua tuổi 40 thôi, nhưng mà cholesterol rất là cao. Và bác sĩ thì không cho uống thuốc, bởi vì cái tuổi đời còn quá trẻ thì nên ăn kiêng hay là nên tập thể dục, chứ không có cho uống thuốc. Thì như quý vị biết đó, là cái lượng cholesterol ở trong máu của mình đó là từ 100 cho đến 129 đó, là bình thường. Rồi 130 đến 159 á là nó borderline, giống như là nó đang ở ngưỡng cửa chuẩn bị chuyển sang cao. Từ cái bình thường mà chuẩn bị chuyển sang cao đó là 130 đến 159. Rồi là 160 đến 189 là cao. Rồi 190 trở lên là super cao. Mà anh xã của Diễm là 200 mấy luôn, là quá xá cao, nên cái nguy cơ bị đột quỵ, nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch là rất là cao. Nên nó là vấn đề là nghiêm túc, điều trị nghiêm túc chứ không phải chuyện chơi. Bởi vì mới có 40 thôi à, nhưng mà sẽ thế nào khi mà 50, 60 là bệnh tim hay là đột quỵ, cái tỷ lệ đó xảy ra rất là cao. Nên không có giỡn được với cái trường hợp này. Thì đó là chuyện của một năm trước, khi mà ông xã Diễm bác sĩ nói là cái cholesterol ở trong máu của mày hơi cao đó, bây giờ về nhà phải ăn kiêng, phải tập thể dục đi. Thì anh xã Diễm về nhà buồn bực tức tối lắm, bởi vì không thể nào chấp nhận được ở cái tuổi quá trẻ mà có thể không chịu chăm lo cái lượng mỡ trong máu của mình như vậy. Thì về nhà anh bắt đầu tập thể dục 20 phút mỗi ngày, 3 ngày một tuần. Rồi tụi Diễm cũng ăn gạo nâu, ăn gạo lứt á, và kết hợp thêm cái phương pháp nhân gian này của Nga. Đây là một cái bài thuốc nhân gian của Nga để mà làm tan mỡ ở trong máu.
Thì cái bài thuốc này cũng rất là đơn giản thôi. Nguyên liệu sẵn có là Diễm cần có 4 trái chanh. 4 trái chanh Diễm đã rửa sạch rồi. Thì Diễm sẽ cắt mỏng, luôn dùng luôn vỏ nha, nên rửa thật sạch bởi vì mình sẽ dùng luôn vỏ. 4 trái chanh. 4 cái củ tỏi. Mình sắc mỏng xong rồi mình bỏ vô cối sinh tố mình xay cho nó đều. Xong rồi á, mình bỏ vào 3 lít nước để nguội. 3 lít nước này Diễm đã nấu sôi và để nguội rồi. Rồi xong á, mình bỏ vào cái hũ thủy tinh. Diễm dùng hũ thủy tinh bởi vì chanh nó là acid nên nó có thể bào mòn mủ nên gây độc hại nếu mà mình dùng bằng mủ, nên Diễm khuyên là nên dùng thủy tinh thì nó tốt hơn. Thì mình bỏ vô cái hũ thủy tinh, mình xay đều xong mình bỏ cái chanh tỏi vô cái hũ nước này, bỏ vô ngăn mát tủ lạnh 3 ngày sau đem ra dùng. Thì mỗi lần dùng á là 50 ml. Diễm mua cái cylinder, cái đồ đo này cho nó chính xác, là cái này là 50 ml nè. Diễm mua cái này 50 ml, mỗi lần mình uống là 50 ml. Thì Diễm sẽ đong, Diễm dùng cái phễu Diễm đong 50 ml. Diễm bỏ vô mấy cái hũ bé này nè. Thì mỗi ngày á, là uống 3 lần. Bụng đói là uống rồi mới ăn. Thì mình uống vô đặng cho nó rửa sạch ruột, rửa sạch mạch máu, cho tắm mỡ đi hết rồi mình mới cho đồ ăn vào. Thì Diễm sẽ lường mỗi một hũ như là 50 ml cho anh xã uống trước khi ăn cơm, mỗi ngày 3 lần. Và mình sẽ áp dụng cái liệu trình này 40 ngày, đừng có quên nha. Nếu mình quên bữa nhớ bữa không thì không có hiệu quả tốt đâu. Thì nếu mà quên thì mình có thể ghi note ở đâu đó, hay là mình dặn alarm để nhắc nhở mình đừng có quên, để mình mỗi ngày 3 lần đều 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 40 ngày. Và 1 năm mình chỉ áp dụng cái liệu trình này 1 lần thôi, là 1 năm mình chỉ uống cái này 40 ngày rồi mình nghỉ, năm sau mới uống lại nếu mà mỡ vẫn cao. Thì ông xã Diễm sao mà cái liệu trình đầu tiên đó là lúc cholesterol bác sĩ báo động là 200 mấy, nhưng mà uống xong cái liệu trình này, tập thể dục, ăn gạo lứt rồi đi đến bác sĩ tái khám thì bác sĩ nói làm gì hay vậy, đâu mất tiêu hết trơn rồi, mỡ đâu mất tiêu hết trơn rồi. Thì vui lắm, về nhà vui là vui rồi, cái sau đó thì ăn uống thoải mái lại bình thường. Thì mới vừa rồi đi đi khám định kỳ thì bác sĩ nói trời đất ơi, kỳ này nó còn cao hơn năm ngoái nữa, không được không được. Nên bây giờ Diễm làm nè, Diễm làm cho anh xã uống cái liệu trình này là cho năm mới. Đây là cái mục tiêu của năm mới của ảnh là phải hạ cholesterol. Thì bây giờ Diễm sẽ cắt và xay cái này. Nên Diễm muốn chia sẻ cái này á cho quý vị nào mà có cao mỡ trong máu thì dùng xem nha. Thì biết đâu ở ở trên mạng thì có rất nhiều nhiều cái bài thuốc dân gian hay lắm, nhưng mà không biết cái bài thuốc nào nó phù hợp với mình và nó có kết quả. Còn cái này là Diễm đã trải nghiệm và đã chứng thực qua qua anh xã của Diễm. Cái này thì rất là khó uống quý vị ơi, khó uống lắm, bởi vì chanh á, thì chua mà dùng luôn vỏ nữa nên the lắm, chua the, còn tỏi thì hôi hôi kinh khủng nên nên rất là khó uống. Nhưng mà bệnh thì chịu thôi à. Xay luôn vỏ luôn hộp luôn nha quý vị, xay hết nguyên cái trái chanh vậy đó. Diễm cắt con lát mỏng 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 ra rồi Diễm bỏ vô cối xay. Thì Diễm nghĩ là ở ngoài kia có rất là nhiều cô chú cao niên hay là trung niên á, chứ có mỡ cao, mỡ trong máu cao, thì để ngăn ngừa cái nguy cơ đột quỵ thì mình thử xem, bởi vì cái nguyên liệu này cũng rất là dễ tìm ngay trong bếp mình thôi mà cũng không có tốn công hay tốn của gì mấy, nên mình cứ thử thôi. Nhưng mà phải chịu khó, mấy ngày đầu thì cũng quên á, nhiều khi ăn xong rồi mới nhớ, chết rồi không có, hết chết rồi không có uống thì không có được tính nha, ngày đó không có được tính ngày mai uống lại. Rồi để Diễm cắt Diễm xay nha, cho không có mất thời gian của quý vị.